Đó là các bạn thấy đã chưa? Đây là miếng ba gọi nha các bạn. Ba gọi nè. Ơi, mua gì lên trai ơi? Một ổ bánh mì 15 ngàn có thói không? Thói 5 ngàn luôn chị Nga ơi. À, bên trái là Lê Lê, bên phải là bé Ngân nha các bạn. Cái đó là thịt với lại bánh mì một ổ thì thịt với lại 6 không? 100 ngàn ba rồi, để nguyên. Mối mà quên chết luôn rồi. Đây, chân 8. Ê, bữa heo, thỏ heo, bả heo, người bán chí đâu quên mẹ. 14 kia. Sao không có bồ lọc người ta ta? Lấy lọc phải dạng chứ. Đó, bên này là bé Ngân đang làm bánh mì các bạn. Hỗ trợ gấp ra làm bánh mì tại Lê Lê thì chặt heo quay. Hấp dẫn chưa? Bốn sao. Bánh mì hai cô gái. À, đây, chị Tâm lại kêu heo quay lên tiếp nha các bạn. Các bạn thấy không? Liên khúc chiều mơ luôn. Nửa ký chặt luôn, Ly Ly ơi. Tính luôn nha. Tính luôn. Chặt luôn em. Bao nhiêu thói luôn kìa em ơi. Nè các bạn. Rất là đẹp. Mười lăm ngàn có thôi không chị? Thôi 5 ngàn bên ngoài luôn chị Nga ơi. Một ổ 15 ngàn thôi 5 ngàn. Cái ba thôi 5 ngàn đi. Rồi tháo rồi đó rồi. Đợi nguyên. Ở đồng vui lắm các bạn. Nhộn nhịp. Đây đây. Cảnh tượng như 30 Tết vậy đó. Ngàn,
đi đơn giản đi vậy ba. Cho ổ mì luôn chị Nga. Tên mì đâu nè. Bao nhiêu? 44.5. Shipper. Bánh mì bên tay phải luôn chị gái ơi. Bên đây, bên đây. Dạ, bên đây. Bánh mì 100.000 ba đạo để nguyên nè. Chặt ra vô bánh mì. Rồi, 115. 100.000 ba đạo để nguyên. Ông chặt ra thì mạnh luôn. Nãy xa xíu chậm phải không? Đúng, đúng. Bánh mì 15. Chặt ra thì mạnh luôn. Với 4 ổ bánh mì. Xong á. Cái đó ba gọi mở đó anh trai. 200.000 một ký. Ôi, chị Tâm lên xa xíu và sườn tiếp nha các bạn. Đó, các bạn thấy đông vui chưa? Đây nè, đó, còn dưới này nè, chị gái đang chờ bên kia nữa các bạn. Đây, thêm người đẹp tới luôn, đó. Hai ổ nó chưa không? À, 20 á. Qua đây lấy nè anh ơi, bánh mày. Dạ, chị. Bánh mì bên tay phải luôn nha bà con ơi. Rồi chị gái lấy luôn. À, làm đôi thôi. Cho 330 loại nặng nặng đó cho em ơi. Có chặt luôn không cô? Không chặt. 100.000 ba gọi bên ngoài không chặt. Rối luôn, đông quá rối luôn các bạn. À, các bạn mua các bạn đọc một bên thì dễ các bạn, bên này các bạn kêu về qua bên kia các bạn kêu khác là hai bên sẽ rối sẽ làm hai ổ các bạn, nên là sẽ mất thời gian của các bạn. Ồ, cái miếng sườn đã 200.000 một hộp. Của chị ơi. Lấy hộp nửa ký đi, lấy hộp. Chặt hay để nguyên 27 thôi. Cho 330 loại đi, 100 xíu á. Thôi loại nặng nặng á. Nè, cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy cái tảng sườn chưa? Ngon mê hồn luôn. Nóng, nóng hả chị Tâm? Quá nóng luôn, chảy mỡ luôn các bạn. Cái nặng nặng đó. Mình dặn mày mua thuốc đi, 300 hết
300. Bỏ vô đi cái đó. 300. Dạ cho trăm nhỏ xíu trăm nhỏ xíu các bạn. Trăm nhỏ xíu. Thấy không? Ừ, mở không? Không mở rồi nè. Chặt da luôn đó. Chặt không chị ơi? 200 ngàn. Tí rưỡi không? Chặt không? 200 ngàn ba đội chặt luôn mấy ngàn. 200 ngàn. Rồi tất cả 300 đi các chị. Chứ nửa cái đùi bỏ đi. Bỏ bỏ 20 nha, 130. Không mớt khỏi dặn anh. Mì thịt không vậy? 245 cho ổ mì thịt bên này luôn. Lấy 245 chung luôn nè các bạn. Một ký rưỡi chia đôi. Ủa 20 có ai qua ấy giùm em cái đi. Ở ngoài xe, ở ngoài xe, ở ngoài xe. Ở ngoài xe. Có 20. Có 20 chia đôi. Dặn đôi có bỏ trong một hộp được. 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 Đây nửa ký đùi chặt luôn không? Hay là không, không. Con để bệnh rồi mà. Ủa mì đó của ai? 20 là bên kia, ở ngoài xe. Nãy có khách kia chung với thật đây rồi hả? Mấy ổ không? Con mới kia mà tôi kiếm rồi, tôi sẽ lộn cái này có khoảng 480. Đi đi rồi, đi anh ta. Có ăn mới dặn rồi. Chứ không ăn được. Ký luôn anh ơi. Ký để nguyên. Ký đó để nguyên tí rồi bên đây chặt. Cái này cái hai lấy luôn này. Chục cái nhỉ. 20 ngàn. Cái này 380 nữa đi là 20 là 400 chặt. 400 đi. 400 chặt của anh đây. Chị cô chặt rồi, lấy cô có mở cái nạp. Này các bạn. Chồng của anh này nhiều rồi mới ăn nha, để lần rồi. Chưa ăn rồi, để nguyên đi. Cắt lát lát thôi. Đúng ký hả con? Lấy 400g đi bà nội. 400g có chặt không chị? Có. Lấy chục bánh bao luôn. Rồi, chục bánh bao. Lấy có mỡ có nạp đó. Đủ rồi đó. Bỏ 20 chị. Quá anh chờ. Chị có mở cái nạp không chị ơi? Là, có mạng. Ủa chặt cái chị luôn, chặt nhỏ thôi. Của cô bà nè. Có lấy ớt rồi, mẹ bỏ luôn á. Không, không, không. 3 cho em đi. 3 với 20, 50. Bà kia nó, thấy luôn. Đoạn này còn hỏi. Các bạn. Móng là buổi chiều 3 giờ mới có chị, còn này là nguyên cái giò. Rồi đi. Trăm ngàn chặt luôn ơi. Rồi đi. Đó đó, anh có cho đó, có cho nước phải không? Có. Dạ có bên trong ạ. 260 nè. Hết tiền. Rồi. Chú ơi, chú ba ba nội đó. Ký chặt để nguyên chú. Lấy dừa hay chặt. Ký ba không? Cái móng ông này là chiều cũng có. Còn bây giờ là dầu nguyên không. Giờ chưa đến thì nó chắn răng ký nó chưa đến chiều. Nó xíu 50 lấy mỡ. Ký chi ba. Như cần. Nó có 320.
cắt xíu đây này. Hai cái giò của ai bà con ơi? Chặt luôn, chặt luôn. Hai cái giò chặt luôn cho chị gái. Đó, chị Tâm chuẩn bị xếp hàng lên thêm các bạn. Cái đó là giò này các bạn, 150k một ký. Sau lưng mình nữa các bạn. Năm cái má đầu các bạn, là kế bên phần lỗ tai. Đây. Bốn lại để nguyên này chặt đi ơi. Bốn lại để nguyên. Sáu ổ 20 luôn.
Mong ở bên này đâu mà chị vô bọc sẵn rồi nè. Chị gái ơi, ở bánh mì đây. Rồi, anh đưa rồi, đưa rồi. Ai cũng khen chị Tâm soạn nghe quay treo lên nhìn rất là đẹp nha các bạn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi, bye bye các bạn.